những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Chẳng sợ ai chi, đam mê phía trước đừng đợi chờ lễ thế, mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, mình là lớp trưởng 12A1 của trường trung học phổ thông Cửa Lò 2. Hôm nay là ngày kỷ yếu của chúng mình. Mình có đôi lời muốn thay lời muốn nói với cả lớp. Thì sau 3 năm học chung với nhau thì lớp mình có những khúc mắc với nhau, và cãi nhau rất nhiều, nhưng cũng có những kỷ niệm rất là vui về với nhà bên nhau. Và cũng có nhiều thành viên đã chuyển lớp và có một số bạn cùng vô. Và sau những chuyện đó thì lớp mình rồi cuối cùng cũng sẽ xa nhau, nên là dư mình muốn gửi lời vài lời chúc đến các bạn, là chúc các bạn đầu tốt nghiệp và ai có những ước mơ của mình sẽ thành công và sẽ kiếm được nhiều tiền và lại được chồng lại ra. Bye bye mọi người. Những tháng ngày sau đó yeah.
Tôi đã nhìn thấy đích đến cuối cùng, vươn lên trời cao đứng giữa không trung. Qua bao buồn vui đã đến nơi này, tầng mây thứ tám. Khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà, đưa tay mình ôm những tháng năm qua. Trên mi còn vương những vết thời gian, có khi quên đi mất nhưng vỡ tan. Chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây. Và thấy ngàn lần là mình đau, nay yên giấc trong đêm nhạt màu. Một ngày mình kề vai nhau để lại lo âu chờ đợi bao lâu để ngày hôm nay mình được đứng đây. Mình cùng bước trên những tầng mây này, một ngày buồn phiền lo toan nhiều lần hoang mang để lại nơi con đường dài đi qua mà mình đứng đây. Mình cùng bước trên rõ dấu chân ai, chưa khi nào quên vấp ngã ngày xanh. Với những ngón tay vẫy tôi đến nhanh, chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang gói trong tay chờ ta bước đến đây. Và thấy ngàn lần làm mình đau, nay yên giấc trong đêm nhạt màu. Một ngày mình kề vai nhau để lại lo âu chờ đợi bao lâu. Hôm nay mình được đứng đây, mình cùng bước trên những tầng mây này. Một ngày buồn phiền lo toan nhiều lần hoang mang để lại nơi con đường dài đi qua mà mình đứng đây. Mình cùng bước trên những tầng mây ấy. Một ngày buồn phiền lo toan.